Trở lại chương trình của The LV News, và chương trình của chúng ta vẫn tiếp tục premiering vào lúc 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 5 giờ chiều. Trong cái buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào một cái đoạn video mới nhất của Tổng thống Trump tại cái tòa án New York sau khi ông chính thức tiếp tục xuất hiện trong cái tòa án. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi phân tích vào một số cái đoạn quan trọng về một số cái bản tin của ngày hôm nay. Trong cái bài bình luận của ông Trump tại cái phiên đó, quý vị, thì chúng tôi sẽ cố gắng để dịch cho nó chính xác cho quý vị. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào những bản tin supporting những cái bình luận này. Và chúng ta bắt đầu, và trong ảnh chúng ta sẽ là một cái đoạn video của chương trình Fox News. Tôi đang cầm cái bản script trong tay của Tổng thống Trump. Ông Trump vừa bước ra để nói chuyện với phóng viên sau khi cái phiên tòa. Bên cạnh ông đó là luật sư của ông Blanchis. Ông Trump nói là cảm ơn rất nhiều. Không có ai có thể tin được. Từ đó ông Biden cảm thấy rất tốt về điều đó khi thật sự ông ta đã hoàn toàn mục đích chính trị. Khi ông ta đã không gửi đạn dược về quân sự cho đất nước Israel. Chúng ta phải làm việc đúng đắn, không phải là quyết định chính trị. Biden đã làm một cách tồi tệ. Tôi muốn cho các bạn biết rằng chúng tôi vừa đệ trình, tức là ông Trump đang cập nhật được bản tin. Một kiến nghị quan trọng trong bộ phận phúc thẩm liên bang đến lệnh bịt miệng hoàn toàn vi hiến. Nơi tôi về cơ bản không được phép nói chuyện với quý vị về bất kỳ điều gì đang diễn ra trong vụ án. Những điều tốt đẹp đang diễn ra tới vụ án và nó không cần và không nên phải được truy tố. Sáng nay đã có một số học giả pháp lý hàng đầu trong nước. Đó là những trường hợp như là Frankenstein. Họ gắn vào nó bằng một cái dự án đã chết. Vì vậy nhiều người trong chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta bước vào tòa án. Nó không phải là một tội ác nhận biết bất kỳ ai đã đặt ra. Jonathan Turley cũng giống như Alan Dershowitz đã từng nói. Tôi đã từng làm điều này trong 40 năm trước 60 năm về luật pháp. Tôi không hiểu ông Trump bị tuộc tội gì. Không ai trong chúng ta hiểu về điều này. Tôi thật sự không hiểu. Không có bằng chứng về tội phạm nào. Đó là một sự dự án giả tạo, Alan Dershowitz nói. Đó là những người nói lên suy nghĩ của họ. Chúng không dành cho tôi vì công lý. Đây là cái khác. Chưa từng có trong tiền lệ lịch sử của nước Mỹ. Chỉ với sự tuyệt vọng của Joe Biden, những người trực ti cánh tả cuồng tính của ông, người ta có thể nghĩ đến việc bắt giữ và bỏ tù cái đối tượng chính trị của họ. Vụ án này phải được đưa ra khỏi tay thẩm phán Mohsen, vì ông ta là người hoàn toàn mâu thuẫn. Thẩm phán hoàn toàn mâu thuẫn giống như lẽ ra không có thẩm phán nào từng mâu thuẫn ở đây. Manhattan DA Alvin Bragg cũng tương tự. Nó đã vi phạm cả hiến pháp của tiểu bang và liên bang. Đây là một công tố viên bịa đặt khi ông ta đưa ra những tội bịa đặt. Do cái quá trình đó là hoàn toàn không nên có vụ xét xử này. Là tuyên bố của Andrew McCarthy đã tuyên bố trước đó rất được trân trọng. Thẩm phán cho phép một cái phạm vi rộng hơn, một cái thông tin hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Rebecca đã đến chương trình Fox News nói. Rick Scott đang ở đây và một số chính trị gia khác đang ở đây. Chúng tôi có người, nhiều người ủng hộ. Bên ngoài cái tòa nhà này bị đóng cửa như là Fort Knox. Không ai từng thấy. Chúng tôi có rất nhiều cảnh sát ở đây. Tốt nhất của New York. Họ là cảnh sát tốt nhất của New York. Họ đang bảo vệ những gì mà thật sự không cần thiết. Họ đang phải nên đỡ trường Columbia, NYU hoặc là một số bất kỳ nơi nào khác để bảo vệ sự an toàn của thành phố. Vấn đề của chúng ta không phải là cộng hòa hay dân chủ, không phải là dân chủ hay cộng hòa, không phải là từ trong ra nước hay là từ trước ra trong, nó là mối nguy hiểm hơn nhất, đó là mối nguy hiểm từ Trung Cộng và Nga. Trong khi đó ông Biden là mối nguy hiểm tiếp theo của đất nước chúng ta, và ông Biden gần như đang giết chết cái đất nước của chúng ta. Ông thượng nghị sĩ Rick Scott đang ở đây. Ông nói rằng bạn không thể theo đuổi những điều đàn áp về chính trị, đó là một điều đáng xấu hổ, và điều này không nên xảy ra tại nước của chúng ta. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng đưa ra một tuyên bố về đó. Tổng thống Trump và cử tri của Mỹ tấn công cuộc bỏ phiếu.
Đó là sự can thiệp bầu cử và không có vụ án nào ở đây đã. Và đó là một vụ án truy tố về chính trị. Ở đây chúng tôi đã ngồi sau một và nửa tuần, tức là 2.5 tuần. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy những điều tiết lộ ngày hôm nay. Tôi muốn cảm ơn luật sư của tôi, họ đã làm công việc rất tốt và tôi muốn cảm ơn họ sau khi kết thúc mọi chuyện. Chúng tôi không muốn họ bị cuốn đi. Không lẽ bao giờ quên đi, Alvin Bragg sẽ tiếp tục truy tố. Và chúng ta nhìn lại, đó là sự can thiệp bầu cử chưa từng có. Cũng là một trường hợp can thiệp của liên bang. Và tất cả những thứ này đều làm cho cái nước Mỹ tệ hại trở lại. Và chúng tôi sẽ trở lại cho cái nước Mỹ vĩ đại. Ok, đây là cái đoạn video ngắn mà ông Trump trình bày rất là rõ ràng về điều này. Như cái phần chỉ trích đầu tiên của Tổng thống Trump đó, đó là cái sự kiện liên quan đến nước Israel. Vì vậy chúng ta không bao giờ đặt câu hỏi tại sao cái phiên tòa, tại sao cái phiên tòa này đang diễn ra trong cái lúc mà nước Mỹ đã chơ bơm 65 tỷ đô la cho đất nước Ukraine. Và trong 65 tỷ này đó, để tiếp tục cho cái cuộc chiến mà chưa chắc Ukraine có thể chiến thắng nước Nga. Trong khi đó cái đất nước Israel, họ đang trong cái đà chiến thắng cái chấm khủng bố của Hamas, thì ông Biden lại tiếp tục không cho. Bởi vậy nước Mỹ tạo rất là nhiều cuộc chiến và họ muốn cuộc chiến này không chiến thắng để tiếp tục. Có rất là nhiều tiền cho những cái hệ thống công nghệ quốc phòng. Ông Biden sáng ngày hôm nay tuyên bố và đã lời chỉ trích của ông Trump sau sự tuyên bố này. Ông Biden nói rằng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp cho Israel nhiều vũ khí cần thiết nếu nước này quyết định tiến vào trung tâm dân cư Rafah để quét sạch căn cứ còn lại của Hamas. Đây là cái điểm rất là mấu chốt. Tức là bây giờ còn cái căn cứ cuối cùng của nhóm khủng bố Hamas mà ông Biden ngăn chặn vì mục đích chính trị. Như vậy ông ta nó muốn cuộc chiến này kéo dài, ông ta muốn dung dưỡng cái nhóm Hamas này để tiếp tục gây hấn trong tương lai. Để cái nước Mỹ vẫn mua bán vũ khí với đất nước Israel. Mà trong khi đó ông đang bơm tiền cho cuộc chiến của Ukraine mà cuộc chiến vẫn không có hồi kết thúc luôn. Và gần như một cái thông báo mới nhất là nửa triệu lính của Ukraine đã chết trong cuộc chiến. Mà tới ngày hôm nay họ thông báo là vài chục ngàn người. Biden đã đưa ra một nhận xét trong một lần xuất hiện hiếm hoi trên chương trình của CNN. Tôi đã nói rõ ông Biden với người dẫn chương trình Aaron Bennett, nếu họ tiến vào Rafah tôi sẽ không cung cấp vũ khí. Biden nói là chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm Israel được an toàn về hệ thống phòng không Iron Dome, năng lực đáp trả cuộc tấn công của họ. Nhưng đó là sai lầm, chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo. Ông Biden thừa nhận Israel đã tiến vào Rafah nhưng cho biết họ chưa tiến vào trung tâm của dân cư. Biden lưu ý rằng Israel vẫn chưa vượt qua cái rằng ranh đỏ của ông. Bình luận của Biden đã thu hút phản ứng mạnh mẽ từ cả hai đảng. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ Fetterman đến từ Pennsylvania khó mà đồng tình và vô cùng thất vọng đã viết trên nền tảng xã hội X sự phản ứng lại bình luận của Joe Biden. Fetterman là người ủng hộ nhiệt thành nhất cho Israel kể từ cuộc tấn công của ngày 7 tháng 10. Trong nhiều tháng, tôi nói rõ về điều mà Joe Biden hiện đang thừa nhận. Lập trường trên thực tế của ông ấy ủng hộ chiến thắng của Hamas trước Israel, thượng nghị sĩ Tom Cotton đến từ Arkansas nói trên mạng X. Trong khi đó dân biểu Alexandra Cortez của Bartender, New York đã hoan nghênh lời bình luận của Biden. Bà hoan nghênh rằng là ông Biden đang thực hiện các điều kiện viện trợ quân sự cho Hoa Kỳ, giữ chính phủ Israel về một tiêu chuẩn mà chúng ta buộc tất cả các đồng minh của mình phải tuân thủ là có trách nhiệm an toàn và làm điều đúng đắn. Sự thay đổi mang tính lịch sử của Biden nhằm đưa Israel vào tiêu chuẩn của Hoa Kỳ giúp cái thế giới an toàn hơn và giá trị của chúng ta trở nên rõ ràng hơn. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, ông Mike Pence đã đáp ứng lại lời bình luận của Biden. Ông Mike Pence nói, tôi sống đủ lâu để nhớ được rằng đảng Dân Chủ từng đàn hàng một tổng thống khác vì được cho là từ chối viện trợ ngoại quốc mà được Quốc hội phê chuẩn. Đừng đe dọa nữa ông Joe, nước Mỹ sẽ đứng về đất nước Israel. Trong khi đó thì một nhân vật khác là Bộ trưởng Tư pháp là Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ. Giới thiệu của Biden tuyên bố là chúng tôi đang đánh giá. Bình luận của Joe Biden được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã xác nhận rằng chính phủ của Biden đã trì hoãn việc chuyển một số loại đạn dược cho Israel. Trong khi họ xem xét lại rằng việc sử dụng những vũ khí này gần như chắc chắn có thể ảnh hưởng đến dân thường thành phố đông dân cư. Ông Austin nói trong một phiên điều trần ngày 8 tháng 5,
Trung ủy ban phân bổ ngân sách thượng viện của Ngũ Giác Đài đang đánh giá lại một số chiến hàng vũ khí được cho là định giới Israel trong bối cảnh Israel có thể bao vây Rafah tại miền nam của Gaza. Ông nói rõ ràng rằng chưa có quyết định nào được đưa ra để dừng hoàn toàn cái chiến hàng nói trên. Chúng tôi đang đánh giá, chúng tôi đang đưa bất kỳ quyết định cuối cùng nào về việc này. Một số điều mà chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng hơn. Hiện có 1.5 triệu người ở Rafah. Hầu hết họ phải buộc rời khỏi nhà từ phía bắc vì tấn công ban đầu của Israel. Joe Biden đã lo ngại hoạt động quân sự quy mô lớn ở Israel khu vực này sẽ đồng nghĩa việc thêm hàng chục ngàn dân cư thiệt mạng. Đây là những cái điểm mà rất là mâu thuẫn từ chính quyền của ông Biden. Như tôi nói, hiện giờ cuộc chiến của Nga và Ukraine là cuộc chiến đã chết gần như nửa triệu quân lính của Ukraine. Chính quyền của Mỹ vẫn tiếp tục cấp 300 triệu đô la để bảo vệ biên giới của Ukraine và Đông Âu. Với lý do là sợ những nam thanh niên của Ukraine trốn ngủ, tức là trốn lính. Tức là chúng ta nhìn lại hai cái bức tranh này hoàn toàn. Một bên đó là đang trong đà chiến thắng cái khủng bố để đem lại hòa bình cho Trung Đông. Ông Biden ngăn chặn vì điều này. Còn một bên, cuộc chiến của Ukraine và Nga là hoàn toàn vô vọng. Ông Biden vẫn tiếp tục bơm tiền cho cuộc chiến này xảy ra. Như vậy, về nguyên tắc, họ không bao giờ muốn hai cái ngọn lửa này dập tắt. Họ không bao giờ muốn cái giá xăng dầu xuống trở lại 50 đô la một thùng dưới thời của ông Trump. Và họ không bao giờ muốn mà nước Mỹ chúng ta không chi tiêu những cuộc chiến khác. Cái gói chi tiêu cho Ukraine từ 115 tỷ đô la và cộng thêm 65 tỷ, hiện giờ là 100, gần 180 tỷ đô la. Và con số này vẫn đang tiếp tục tiếp diễn trong tương lai. Cuộc chiến của Israel tại Gaza hiện bước sang tháng thứ 7 trong cuộc tấn công của những kẻ khủng bố Hamas ngày 7 tháng 10 của 2023. Khi 1.200 người bị thiệt mạng theo cái giới y tế địa phương. Những tuyên bố của quân đội Israel, khoảng 33.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược sau đó của Israel. Trong cuộc phỏng vấn của CNN, ông Biden đề cập đến cuộc biểu tình đang diễn ra tại đại học. Và những cuộc đại học này tôi sẽ không cập nhật về điều đó, nhưng mà trên thực tế chúng ta chỉ cập nhật và tập trung. Là sáng ngày hôm nay đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã xác nhận Hoa Kỳ đã tạm ngưng số chuyến vận chuyển vũ khí đến Israel. Hiện tại chúng tôi đang xem xét lại một số chuyến hàng viện trợ an ninh trong ngắn hạn giữa lúc quân sự đang diễn ra tại Rafah, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết. Sáng ngày hôm nay, một phiên điều trần trước Ủy ban Ngân sách tại Thượng viện, ông Austin nói rõ rằng là chưa có quyết định nào đưa ra, nhưng mà ông đang đánh giá cái tình hình. Nhưng mà ông nói rằng là bắt đầu tuần này ông làm việc với người đồng cấp của Israel và nhắc lại chính quyền của Biden mong muốn Israel sơ tán dân khỏi chiến địa Gaza. Ông nói rằng là cái vấn đề là vũ khí có phù hợp cho nhiệm vụ trước mắt. Cái bơm đường kính nhỏ là một loại vũ khí chính xác rất hữu ích trong cái môi trường đông đúc. Tuy nhiên có một quả bơm 200 pound cũng có thể gây ra nhiều thương vong và thiệt hại như vậy. Ở từ khi nào mà nước Mỹ trên thời của Biden đang lo lắng cho người dân? Từ khi nào vậy? Ông Austin nói đây vấn đề là loại vũ khí nó phù hợp. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã chỉ trích quyết định này và cho biết việc cung cấp cho Israel tất cả các công cụ mà họ cần cho cuộc chiến chống Hamas là cần thiết, bất kể sử dụng những công cụ đó mang tính nhân đạo hay không. Ông Lindsey Graham cho rằng sự chậm trễ trong số chiến hàng vũ khí là thảm họa. Ông so sánh việc Israel sử dụng cái loại bom lớn trong các khu vực đông dân cư với việc Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào trường dân của Nhật Bản trong đại chiến gọi hai lần đều chính đáng. Thì đó là câu chuyện mà ông Trump đã phát biểu, và thật sự ông Trump đã tấn công Biden ngay trực diện về cái bài phát biểu sáng ngày hôm nay. Và đó là bản tin trong chương trình của LV News, và chúng tôi sẽ tiếp tục những bản tin tiếp theo. Xin chào và trở lại chương trình của The LV News và trở lại sự phản biện của luật sư ông Trump trong chương trình của Jesse Waters. Thì sự phản biện này nó đưa chúng ta nhiều cái vấn đề. Khi ông ta đã cập nhật nhiều cái dự án của Tổng thống Trump tại một số khu vực quan trọng. Trong những thách thức pháp lý liên quan đến Tổng thống Trump tiếp tục thu hút nhiều cái sự chú ý. Với những diễn biến gần đây đặt ra câu hỏi nghiêm túc về hành vi của công tố, đạo đức tư pháp và cách xử lý bằng chứng quan trọng. Tòa phúc thẩm của Georgia
Cách đây không lâu đã xem xét các hành vi sai trái tiềm ẩn của một vụ can thiệp bầu cử có nguy cơ cao tại luật sư quận Fenebolis đứng đầu. Trong một khi thẩm phán đang xét xử dân sự tại New York và đối mặt với một cuộc điều tra về đạo đức, luật sư của ông Trump sẽ cập nhật vào dự án của tiểu bang Georgia. Tại Georgia, một tòa phúc thẩm đã tiến hành xem xét các cuộc điều tra cấp cao do DA Winnis dẫn đầu về cáo buộc can thiệp bầu cử. Luật sư của ông Trump đã lợi Chris đã nhấn mạnh rằng nhiều người Mỹ tin rằng những hành vi sai trái của cơ quan công tố rõ ràng trong cái dự án cho thấy việc xem xét lại, xét xử lại có thể dẫn đến bà Willis bị loại bỏ. Ông hoàn toàn quan ngân việc tòa phúc thẩm sẵn sàng xem xét kỹ lưỡng cái vụ việc. Lưu ý rằng nó có thể sẽ trì hoãn mọi cái thủ tục xét xử, có khả năng phát hiện các vấn đề mang tính cái hệ thống điều tra như thế nào. Trong khi đó, luật sư đã thách bay trong một chương trình của Jesse Walter về cái dự kiện và vụ án dân sự tại tiểu bang New York. Trong khi đó, một thẩm phán của tiểu bang New York giám sát một vụ án dân sự liên quan đến ông Trump đang bị điều tra vì cáo buộc hành vi không phù hợp. Đội ngũ pháp lý của Trump đã nêu lên cái mối lo ngại giám sát của thẩm phán, cho thấy ông hầu như không có bị hệ thống tư pháp giám sát trong 2 năm qua. Họ nhấn mạnh sự cần thiết điều tra kỹ lưỡng về hành vi của thẩm phán. Điều này có thể ảnh hưởng toàn bộ cái tính toàn vẹn của vụ án xét xử. Trong một trường hợp khác, là một vụ án nữa, thì ông Chris cũng tuyên bố rằng là những cái bức ảnh tài liệu được chụp tại Mar-a-Lago và sự thay đổi cái bằng chứng của FBI để chứng minh tất cả những thứ này đều là một mục đích chính trị để tấn công và chống lại ông Trump. Ok, thì đó là cái đoạn ngắn là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bản tin tiếp theo để chúng ta thấy đó. Khi mà ông nhắc tới cái dự án của tiểu bang New York thì chúng ta sẽ không bao giờ quên một cái nhân vật được mang tên là Michael Cohen. Và Michael Cohen sẽ là một nhân chứng ngôi sao sắp tới đây trong cái dự án của Trump, có thể là tuần sau. Nhưng mà trong cái tuần này thì đảng viên đảng Cộng Hòa đã chính thức yêu cầu, đã cáo buộc, đã chuyển cái cáo buộc hình sự của Michael Cohen tới Bộ Tư pháp của Biden. Nhưng mà hành động mà chuyển cái cáo buộc hình sự của Michael Cohen đến Bộ Tư pháp thì nguyên tắc là hành động trong cái pháp luật chơi cho vui trong giai đoạn hiện giờ thôi, chứ thật sự Bộ Tư pháp của Biden sẽ không bao giờ đưa Michael Cohen đi vào tù cả. Nhưng mà đây là bản tin để chúng ta nhìn nhận thấy họ cũng đang làm tất cả những luật mà họ có trong sách luật để bảo vệ trong trăm đồng số thành viên của đảng Cộng Hòa. Thì tôi cũng cảm ơn vì điều này. Hai thành viên của đảng Cộng Hòa hàng đầu tại Hạ viện đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra liệu Michael Cohen, người có thể sẽ là nhân chứng trong phiên tòa xét xử ông Trump tại New York, có phạm tội khai man trong cái lời khai trước Quốc hội không. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan Cộng hòa Ohio và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Jim Comer Cộng hòa của tiểu bang Kentucky, người trước đây đã chuyển vụ việc của Michael Cohen đến DOJ để truy tố hình sự vào năm 2019. Viết rằng ông Cohen đã bị cáo buộc là nói dối trước Ủy ban đặc biệt thường trực của Hạ viện về tình báo trong một buổi lấy lời khai của 2019. Rằng cái lời khai của ông hiện là cơ sở cho một cuộc truy tố có động cơ chính trị nhắm vào Tổng thống Trump, hiện là ứng cử viên được đề cử cho chức vụ Tổng thống. Họ nói thêm rằng, trong cái lời khai đó, ông Michael Cohen đã cố ý và có chủ tâm đưa ra những tuyên bố sai sự thật và những sự kiện quan trọng trái ngược với hồ sơ của Bộ Tư pháp xác lập. Ông Cohen là một cựu luật sư của Tổng thống Trump, dự kiến sẽ làm chứng trong cái phiên tòa xét xử tiền bịt miệng đang diễn ra liên quan đến ông Trump. Trong đó, ông bị cáo buộc làm sai lệch cái hồ sơ kinh doanh vì khoản thanh toán được thực hiện trong cuộc bầu cử của 2016. Ông Cohen đã làm chứng trước Quốc hội rằng ông đã không cố tình tìm cách có được một công việc tại Tòa Bạch Ốc thời của ông Trump. Nhưng các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa lại nêu ra những bằng chứng từ các công tố viên liên bang cho thấy ông Cohen đã nói với bạn bè rằng ông mong đợi được giao cho một vai trò nổi bật với một chức danh trong chính phủ mới của Trump. Thì cái vấn đề này là tạo ra sự hận thù từ Michael Cohen. Và ông Trump thật sự là may mắn khi ông nhìn được cái con cáo già này. Con cáo này gọi là cáo non thì đúng hơn. Nó rất là còn non. Cáo non là Michael Cohen. Nếu mà thật sự ông Trump mà đưa Michael Cohen này mà lên một cái chức vụ nào đó trong cái chính phủ là bây giờ ông Trump chắc cũng đau khổ lắm quý vị. Trong cái vấn đề khác, hai thành viên của đảng Cộng Hòa cho rằng ông Cohen
đã nói dối trước Quốc hội rằng là ông không có bất kỳ hợp đồng nào với chính phủ của ngoại quốc có thể báo cáo. Họ nói 2017, ông đã ký hợp đồng với các tổ chức thuộc sở hữu một phần của chính phủ ngoại quốc. Họ đã không đi sâu vào chi tiết. Ông Jordan, ông Comer nói rằng chẳng hạn gần đây nhất hồi tháng 10 của năm ngoái, khi ông Cohen bị cáo buộc là thừa nhận đã nói dối trước Quốc hội trong buổi lấy lời khai trong một vụ án dân sự khác kiện Tổng thống Trump do Tổng trưởng lý tiểu bang New York bà James đưa ra. Lời khai của ông đã khiến Chủ tịch Ủy ban Tình báo Mike Turner Cộng hòa Ohio, dân biểu Alice Stefanik Cộng hòa của New York một lần nữa đã chuyển cái vụ việc của ông đến Bộ Tư pháp vì đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước Quốc hội. Trong cái tuyên bố hôm thứ Tư, ông Jordan và Comer nói rằng cái lời khai của Cohen đầy những cái tuyên bố sai sự thật có chủ ý. Có một công tố viên đảng phái đang sử dụng những tuyên bố đó để thực hiện một cuộc truy tố mang cái động cơ chính trị nhắm vào ông Trump. Tức là họ đang sử dụng Alvin Bragg để tấn công vào ông Trump. Vì vậy chúng tôi một lần nữa là yêu cầu Bộ Tư pháp của Biden điều tra xem liệu bất kỳ lời khai nào của Cohen có thể dẫn đến những cáo buộc khác vì vi phạm luật khai mang của liên bang hay không. Luật sư của ông Cohen thì không phúc đáp yêu cầu bình luận. Ông không công khai bình luận cái bức thư mà ông Jordan và ông Comer gửi đi. Và năm ngoái, luật sư Clifford Robert của ông Trump đã dồn hỏi ông Cohen về việc liệu ông có nói dối trong cái lời khai Quốc hội hay không, khi ông nói rằng ông không nhớ được Tổng thống Trump yêu cầu thổi phồng của giá trị tài sản ròng của mình. Khi ép được trong một cuộc chất vấn, ông Cohen thừa nhận rằng cựu Tổng thống Trump chưa bao giờ bảo ông thổi phồng con số đó, nhưng sau đó nói rằng Tổng thống Trump đã ra hiệu điều đó bằng cách gián tiếp và cho rằng chúng tôi hiểu ông ấy muốn gì. Hiểu cái gì? Ông Trump không bao giờ làm chuyện này đâu, hiểu cái gì? Đó là những cái mà thật sự nó trắng trợn trong cái vụ án của tiểu bang New York là như vậy. Nếu được gọi là làm chứng trong vụ án của New York, ông Cohen có thể sẽ phải hỏi dồn về khoản thanh toán 130.000 đô la cho bà Stormy Daniels, diễn viên điện ảnh phim người lớn, để giữ im lặng về những cáo buộc ngoại tình của 2006 của bà. Bà Daniels một lần nữa đưa ra cái lời khai dịu việc này trong bối cảnh lấy lời khai hôm thứ Ba ngày 7 tháng 5 tại phòng xử án. Tổng thống Trump đã phủ nhận các cáo buộc của bà Stormy Daniels và kể cả luôn cáo buộc của ông Cohen và nói rằng bà Daniels là hoàn toàn nói dối. Wow. Bây giờ chúng ta cập nhật về cái nội chiến của đảng Cộng Hòa của chúng ta. Có vẻ như cuộc nội chiến này đã kết thúc. Và cuộc nội chiến giữa ông Mike Johnson và bà Green. Hạ viện đã bỏ phiếu áp đảo ngăn chặn một kiến nghị trước với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson do dân bảo Green đề xướng. Dân biểu Tyler Green, Cộng hòa Georgia đã kêu gọi bỏ phiếu cho một kiến nghị bãi nhiệm sau hai cuộc họp với Chủ tịch Hạ viện trong tuần để thảo luận về những bất bình và yêu sách của bà. Lãnh đạo của khối đa số thượng viện Steve Scully đã đề xướng một biện pháp trì hoãn kiến nghị bãi nhiệm của bà Green. Đảng Dân Chủ cùng với đảng Cộng hòa đã thông qua biện pháp trì hoãn này trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 359 phiếu thuận, 43 phiếu chống. 11 thành viên của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực trước phế Chủ tịch Hạ viện. Trước đó, các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã cam kết giúp đỡ Mike Johnson trước cuộc bỏ phiếu cho kiến nghị bãi nhiệm của bà Green với lý do ông đã giúp đã thông qua gói viện trợ dành cho Ukraine, Israel, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương với 95 tỷ đô la. Ông Mike Johnson tôi nghĩ cần phải ra đi, mà không phải là lúc này giống như ông Trump đã từng nói. Tôi nghĩ ông này không thể nào là Chủ tịch Quốc hội của 2025 được, bởi vì ông này thật sự đã bắn đứng những cái thành viên của đảng Cộng hòa của chúng ta. Trong một phiên họp tại Hạ viện, bà Green đã đưa ra một loạt lời phàn nàn ông Johnson. Phiên họp đó chủ định sẽ đi đến cuộc bỏ phiếu chung trong tuần. Khi đưa ra một quyết định này trong phiên họp tại Hạ viện, bà đã nhận được sự tiếng la ó từ các thành viên có mặt tại đó. Đồng hành cùng với nhà lập pháp đến từ tiểu bang Georgia này là dân biểu Thomas Massie, dân chủ Kentucky. Một trong hai thành viên của đảng Cộng hòa đã công khai ủng hộ cho cái kiến nghị này. Các cuộc bỏ phiếu đã bác bỏ kiến nghị bãi nhiệm,
Khi nói với báo chí, ông Johnson đã bày tỏ tri ân đối với những đồng sự đã bỏ phiếu hủy bỏ kiến nghị bãi nhiệm mà ông cho là lạc lối, gây sao nhãng. Ông mới thật sự là người lạc lối đó, ông Mike Johnson. Và trung trắc, ông đã bỏ ra 300 triệu đô la để bảo vệ biên giới cho Ukraine và Nga, trong khi đó ông không bỏ đồng xu nào để bảo vệ biên giới của Mỹ và Mexico. Ông Johnson cho rằng đã đến lúc chuyển cái giải quyết vấn đề của Hoa Kỳ, vấn đề bầu chọn ông Trump vào tháng 11. Trong cuộc họp tại Hạ viện, bà Green cũng đã diễn dẫn một loạt những thất bại của phe bảo tồn truyền thống của ông Johnson, cáo buộc rằng ông đã viện trợ và tiếp tay cho chính phủ Biden phá hoại đất nước của chúng ta. Những cái thất bại này bao gồm kiến nghị cho phép ông bỏ phiếu cho một kiến nghị trục xuất một dân biểu George Santos ra khỏi Hạ viện, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ một thành viên bị trục xuất khỏi Hạ viện trước khi bị kết tội. Bà Green cũng đã diễn dẫn cái quyết định thông qua cái gói tài trợ chính phủ trị giá 1.000 trang, trị giá là 1.200 tỷ đô la, sau khi cho nhà lập pháp chưa đầy 48 giờ đồng hồ để cân nhắc theo yêu cầu quy định nội bộ. Thành viên của đảng Cộng hòa Georgia đã lưu ý trong cái hành động của ông Johnson thông qua gói viện trợ ngoại quốc trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine cũng diễn ra mà không có bất kỳ yêu cầu nào về an ninh biên giới, khiến cho bất kỳ cái lợi thế nào mà đảng Cộng hòa có được trong cái vấn đề này hoàn toàn vô hiệu quả. Ngoài ra, bà cũng cân nhắc cái lá phiếu quan trọng của ông Johnson để bỏ phiếu một cuộc yêu cầu về tái cấp phép thẩm quyền gây tranh cãi. Sau cuộc bỏ phiếu, bà Green đã kêu rằng tính độc đảng đã được bộc lộ hoàn toàn. Bà đã bày tỏ không hối tiếc khi đưa ra kiến nghị này. Các đảng viên của đảng Cộng hòa ủng hộ Johnson đã giành chiến thắng trong kiến nghị trước phái ông Johnson. Dân biểu French Hill Cộng hòa Kansas cho biết cuộc bỏ phiếu đã công nhận rằng ông Johnson làm rất tốt vai trò chủ tịch Hạ viện. Bất ngờ khi đa số nhiều người, đương nhiên là những người trong hội nghị của chúng ta, thậm chí rất nhiều thành viên của đảng Dân Chủ hiểu được giá trị tuyệt đối trong việc ngăn chặn nơi này một tình trạng hỗn loạn một lần nữa. Trong cái sự kiện này, tôi đáng trách là tách cái đám mà tám thằng lật đổ Kevin McCarthy. Nhà trưởng Biden đã bầu chọn lên một con monster này, và con monster này nó còn kinh hoàng hơn Kevin McCarthy nữa. 11 người chống lại gồm có bà Green, dân biểu Messi, Paulsa, Victoria Spark, Eric Elling, v.v. và nhiều nhân vật khác nhau. Xin hỏi cách lập pháp của các đảng Cộng hòa sao có thể hiệu quả khi hành chính thành viên của đảng Cộng hòa lại bỏ phiếu chống những thành viên cấp tiến dân chủ, ông nói. Câu trả lời, đây không phải là chủ nghĩa bảo tồn truyền thống, không phải là giá trị bền vững của đảng Cộng hòa. Tổng thống Trump cho biết, mặc dù ông hâm mộ bà Green, những người ủng hộ trung thành của ông, nhưng đảng Cộng hòa cần tập trung vào việc chiến đấu với đảng Dân Chủ, đặc biệt khi đảng Cộng hòa đang chiếm đa số chỉ một phiếu chống duy nhất trong nội bộ của đảng Hạ viện. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong vài tháng. Ông nói tương tự, chúng ta cần làm tốt ở Thượng viện và chúng ta sẽ làm tốt tại Hạ viện. Tuy nhiên, nếu chúng ta biểu lộ cái tình trạng chia rẽ mà sự hỗn loạn, thì điều này cũng sẽ tác động tiêu cực đến tất cả mọi thứ. Tổng thống Trump viết trên bài đăng của True Social. Và đó là những gì mà thật sự chúng ta cập nhật trong chương trình của LV News. Một lần nữa xin cảm ơn ủng hộ nhiệt tình của quý vị và trở lại chương trình của LV News tiếp theo. Xin chào và được trở lại chương trình của The LV News và chúng tôi sẽ tiếp tục bản tin trong ngày cho quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi về một phân đoạn quan trọng của ông Jim Jordan. Cái phân đoạn này để chúng ta tiếp tục nhận định cái sự xảo trá của FBI khi thật sự đã truy tố ông Trump trong vụ án tài liệu mật tại tiểu bang Florida. Chúng ta sẽ đi từng đoạn phân tích vào từng lời nói và suy nghĩ của ông Jim Jordan để chúng ta thấy cả một câu chuyện tại tiểu bang Florida là một sự setup cho ông Trump. Người dẫn chương trình không đâu khác đó là một đại nhân vật khất lô. Ông này từng làm trong cái bộ trưởng bộ ngân khố của ông Trump đó quý vị. Chúng ta đến đây để thảo luận chung về một cuộc sống quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. À, nó có thuật ngữ cuộc sống tự do và mưu cầu hạnh phúc về nguyên tắc là thuật ngữ trong cái hiến pháp của Mỹ chúng ta. Mưu cầu hạnh phúc thôi chứ không có bảo đảm hạnh phúc nha. Mưu cầu hạnh phúc là gì? Tức là con người phải có sự sống trước, rồi tự do rồi mới đi mưu cầu hạnh phúc.
Còn cái đảng Dân Chủ, cái slogan mới của họ là gì? Tức là sống tự do và bảo đảm hạnh phúc. Tức là không ai bảo đảm chúng ta mà được free về vấn đề giáo dục hay là nhà ở, là nợ tín dụng, nợ xe hay là nợ sinh viên được xóa, được giả sử như vậy, mưu cầu mà. Thì chúng ta phải đi tìm cái hạnh phúc đó, chứ không có trong cái hiến pháp nào quy định là guarantee cái hạnh phúc cả. Thật vinh dự được chào đón Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan trở lại chương trình. Thưa Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, chúng tôi đã nghe ý kiến rằng là về phần tôi quan tâm nhiều hơn đến vụ tài liệu mật tại Florida. Ông là người đứng đầu cái Ủy ban về Tư pháp và việc này buộc thẩm quyền của ông, thuộc về thẩm quyền của ông. Những cái bìa của hồ sơ mật trong vụ án của Trump đã bị thay đổi. Toàn bộ việc có thể chỉ là một bức ảnh, ông có thể làm sáng tỏ cái điều này không? Vậy ông sẽ làm gì cho cái vấn đề này? Là bức ảnh này quan trọng nè quý vị. Ok đây. Bức ảnh mà chúng ta thấy là Justice Department Evidence. Justice Department là Bộ Tư pháp, Evidence là nhân chứng của Bộ Tư pháp. Jim Jordan trả lời: chắc chắn chúng tôi đang sẽ điều tra nó. Chúng tôi sẽ theo đuổi cái vấn đề này mạnh mẽ nhất có thể. Vì chúng tôi cần câu trả lời đúng đúng luôn thưa ông. Cử tri của Mỹ cũng cần câu trả lời chứ. Nếu mà thật sự FBI mà set up ông Trump như vậy thì trong chúng tôi chẳng ai an toàn cả trong tương lai. Nếu mà thật sự FBI bắt giữ những người yêu nước thì họ sẽ có những bằng chứng để set up. Chúng tôi biết cái tài liệu bị thu giữ là giả mạo, đã bị giả mạo. Cái quan trọng nằm ở chỗ là cái từ bị. Bị tức là FBI đã tác động vật lý vào nó để giả mạo những cái hồ sơ để làm cho cái case trở nên kinh hoàng hơn, mà sau khi bị phát hiện thì bắt đầu họ mới đổ thừa đi, họ mới đổ thừa lại. Hơn là cái vụ án này nó thuộc về thẩm quyền tại cái tiểu bang Florida, là thành viên của đảng, thành trì của đảng Cộng Hòa. Nếu mà thật sự thành trì của đảng Dân Chủ thì có câu chuyện này sẽ không bị phát hiện đâu quý vị. Trong đó cái tài liệu thật không khớp với tài liệu được quét mã. Tức là mỗi cái tài liệu sẽ được quét mã cụ thể để biết được rằng tài liệu nằm ở đâu. Mọi người sẽ gọi nó là giả mạo bằng chứng, đó là bất hợp pháp. Thật trớ trêu, Jack Smith là một thành viên của đảng Dân Chủ. Một cánh tay nối dài của đảng Dân Chủ đã xử lý sai những tài liệu mà ông buộc tội ông Trump xử lý sai. Như vậy, những cái nguyên tắc là tụi nó truy tố ông Trump là xử lý sai tài liệu mật. Nhưng mà trong khi đó, tụi nó đang xử lý sai cái tài liệu để xử lý sai tài liệu để cố tình cho ông Trump xử lý sai. Mà trong khi... vì thấy vấn đề nghịch lý của nước Mỹ chúng ta chưa? Hơn nữa, bạn có nhớ chính quyền đã xử lý cái trường hợp thông tin mật của Joe Biden như thế nào hay không? Robert Hurt, người thừa nhận rằng Biden đã cố tình giữ cái thông tin mật, bỏ qua cái thủ tục thích hợp để viết một cuốn sách từ thiện mà ông ta được trả tiền $8 triệu, tức là viết cuốn sách được trả 8 triệu. Mặc dù có động cơ và đáp ứng các yếu tố cấu thành tội phạm, nhưng không có một cáo buộc nào được đưa ra vì Biden được coi là ông già hay quên. Jack Smith đang buộc tội ông Trump xử lý cái tài liệu mật khi chính ông xử lý sai chúng. Tiêu chuẩn kép đang gây ra phẫn nộ. Cái điều trớ trêu trong cái vụ án của ông Biden của tài liệu mật đó là họ đã tìm ra được là ông Biden đã vi phạm. Và ông Biden lúc đó là phó tổng thống, là thượng nghị sĩ mà. Ông đâu có quyền giải liệu mật cái tài liệu gì đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng ông không bị truy tố là bởi vì người đó nói rằng là ông yếu, ông không còn nhớ gì cả và có thể tác động đến mọi thẩm đoàn. Trong khi đó, người dẫn chương trình Kirk Lowe đặt cái câu hỏi. Phóng viên điều tra Julie Kelly từ Grigley Investigation tuyên bố: các đại diện của FBI đã cố tình lừa công chúng khiến chúng ta tin rằng ông Trump là tội phạm. Cái này không riêng gì đặc vụ FBI đâu, mà thật sự tất cả những truyền thông cũng tương tự. Ông Trump phạm tội gì khi thật sự ngân hàng định giá căn nhà của ông là $100 triệu mà thẩm phán định giá $18 triệu. Trong khi đó, ngân hàng ra chỉ chứng là ông Trump không làm gì sai và họ đã có lời từ khoản vay cho ông Trump. Vụ án tại tiểu bang New York, 454 triệu đô la, về cái khống tài sản là vụ án trắng trợn nhất. Vì nguyên tắc không ai là nạn nhân trong cái vụ án này cả, mà Bộ Tư pháp của New York đã truy tố ông Trump vì mục đích chính trị. Đã đánh lừa công chúng là ông Trump là tội phạm,
Ông Trump là mối đe dọa của an ninh quốc gia. Nói ông Trump là mối đe dọa của an ninh quốc gia, chúng ta phải nhắc lại bà Clinton. Cách đây không lâu bà Clinton mới tuyên bố là gì biết không? Mà tuyên bố rằng là ông Trump mà đắc cử cho 2024, ông Trump sẽ trở thành Vladimir Putin. À, nếu mà thật sự ông Trump là Vladimir Putin, ông Trump đã truy tố bà lâu rồi. Có 2017-18 được không? Nếu mà thật sự ông Trump 2017 mà đắc cử, ông thành lập một bộ tư pháp để truy tố bà Clinton liên quan đến 33.000 cái email, khi thật sự Jim Comey thời điểm đó không truy tố bà Clinton. Mà 33.000 cái email FBI đã giữ được cái server, và bà Clinton cố gắng để che giấu những cái thông tin mật từ những email, mà trong đó bà là ngoại trưởng, bà không có quyền giải mật những cái thông tin nào trong cái 33.000 cái email cả. Vậy mà bà nói ông Trump là mất cái nền dân chủ, ông Trump sẽ giống như Vladimir Putin, rồi ông Trump sẽ đe dọa cái nền hiến pháp, rồi như vân vân và nhiều thứ khác nhau. Không có Trump nào đe dọa cả. Ông Trump sẽ bỏ tù những phóng viên, không có Trump nào bỏ tù phóng viên cả. Chỉ có Biden không dám đối diện với phóng viên và trả lời với phóng viên thôi. Trong cuộc rally cách đây không lâu tại tiểu bang Wisconsin, ông Trump trả lời cách trả thù mà mạnh mẽ nhất cho đảng Dân Chủ là gì, là sự thành công của chúng ta. Người dẫn chương trình Julie Kelly từ Real Clear Investigation cũng tố cáo rằng FBI đã đính kèm các trang bìa mật vào ít nhất là 7 cái hồ sơ để dàn dựng cái bức ảnh trên. Những cái tấm bìa không có trong các thùng chứa ban đầu mâu thuẫn với tuyên bố của công tố viên, cho thấy đặc vụ FBI đã kẹp những cái tài liệu đó, những cái tờ giấy đó vào tài liệu và làm giả mạo bằng chứng. Tampering witness hay là tampering evidence, giả mạo bằng chứng hay là giả mạo nhân chứng, là hoàn toàn rất là nghiêm trọng nha quý vị. Tôi nghĩ cái vụ án chủ bang Florida này cần phải được bãi bỏ, là bởi vì cả một vụ truy tố là một sự trắng trợn từ FBI đi dàn xếp tấn công Trump. Ông Jim Jordan trả lời, nếu họ làm như vậy thì đó rõ ràng là một trường hợp giả mạo bằng chứng. Nó giống như những sự xảy ra của 2016 khi họ sử dụng thông tin sai lệch để bảo vệ cái lệnh FISA chiến dịch tranh cử của Trump. Đây, cái FISA là họ sử dụng một cái hồ sơ mật, một cái hồ sơ mật đóng ngoặc mở ngoặc giả tạo từ Christopher Steele, một nhân viên tình báo của Đức Nga, để thành lập một hồ sơ để tố cáo rằng là một nhân viên tranh cử của Trump dính dáng với Đức Nga để làm cho nước Nga vĩ đại trở lại, nước Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Bà Clinton đã trả tiền cái bộ hồ sơ đó thông qua cái gì đây? Bà trả tiền bộ hồ sơ đó thông qua cái quỹ tranh cử của bà, và bà đã bị bắt về điều này và bà phải phạt tiền chứ không phải là truy tố giống như ông Trump tại cái vụ án tài liệu và làm giả hồ sơ tại tiểu bang New York. Đó là hệ thống tư pháp hai tầng là như vậy. Họ renew cái file xà đó nhiều lần để tiếp tục nghe lén trong cái Trump campaign. Nếu đặc vụ FBI thêm vào những điều đó hướng tới những mục thư mục, nó vẫn sai lầm như vậy. Chúng tôi cần câu trả lời và chúng tôi sẽ điều tra để tìm ra nguyên nhân. Trong khi đó thì ông Khách Lồ hỏi thêm, thẩm phán Alien Cannon đã khoảng lại một khía cạnh quan trọng của phiên tòa. Dường như những tiết lộ mới về giả mạo bằng chứng, cô ấy đã trì hoãn cái thời hạn trong tài liệu mật. Ông nghĩ như thế nào về điều này, ông Jim Jordan? Jim Jordan trả lời, tất cả vụ án này đang thất bại. Ở Georgia thì Fannie Willis đang gặp cái vấn đề với cuộc họp nhóm công tố của cô ta, gửi tới ủy ban ngày 6 tháng 1 và cơ quan khác. Đúng luôn. Cái vụ án tại tiểu bang Georgia là bà ta đã họp hội với chính quyền của Biden rất nhiều, coordinated với lại cái sự kiện của ngày 6 tháng 1 của Jack Smith để truy tố ông Trump. Ở New York, vụ án của Alvin Bragg là một mớ hỗn độn. Vụ án tài liệu của Miami đang sụp đổ. Vấn đề quyền miễn trừ ở Washington DC đối với trường hợp Jack Smith đang được xem xét kỹ lưỡng. Người Mỹ coi những trường hợp là vô căn cứ và chỉ là luật pháp chính trị. Tất cả vụ án này truy tố ông Trump, nhắm vào ông Trump trong cuộc bầu cử cho 2024 là cuộc truy tố chính trị, là muốn take down ông Trump cho 2024 chứ không phải là đi tìm công lý sự thật hay đi tìm cái công lý cho phiên tòa gì cả. Cái quyền miễn trừ của ông Trump đang được xét duyệt trên cái trang trên tối cao pháp viện. Ông Trump đã cảnh báo rất rõ ràng vì điều này, nếu mà thật sự tôi không có quyền miễn trừ thì cựu tổng thống trong tương lai đó là Joe Biden cũng không có quyền miễn trừ. Ông Kết Lô đặt câu hỏi, điều này là thời điểm tồi tệ nhất cho hệ thống tư pháp của chúng ta. Hệ thống lẽ ra phải là hệ thống tốt nhất thế giới. Chuyển sang cái chủ đề rộng hơn, ông Jim Jordan,
những cuộc bạo loạn trong khuôn viên trường chủ nghĩa bài Do Thái và tội phạm tù hận. Liệu ủy ban của ông có điều tra vấn đề theo hành vi của quyền công dân hay không? Đặc biệt là tiêu đề thứ 6 được củng cố bởi lệnh hình pháp của Tổng thống Trump. À, câu hỏi này là nhắc đến cái sự kiện lùm xùm tại tiểu bang New York. Những trường đại học danh tiếng như là Columbia University hay là Harvard University. Điển hình nhất là trường Columbia, Columbia University, cái trường mà sinh viên đã trả gần cả mấy trăm ngàn đô la để có cái bằng học cấp mà không được giữ lễ ra trường. Jim Jordan nói, chắc chắn chúng ta nên giải quyết cái vấn đề này một cách toàn diện. Chúng tôi đã thông qua luật liên quan đến tiêu đề 6 và củng cố nghĩa là ông Trump đã sử dụng cái thời gian cầm quyền của ông. Chúng tôi đang điều tra cái nguồn tài trợ bên ngoài, ai đã thật sự bỏ tiền để khuyến khích những kẻ bạo động đến các trường học tham gia vào hành vi cực đoan. Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng cái số tiền liên bang cấp cho sinh viên trường đại học. Ủy ban tư pháp của chúng tôi đang điều tra xem sinh viên có liên quan đến thị thực sinh viên hay không. Ví dụ như 55% sinh viên Columbia có thị thực. Chúng tôi sẽ viết thư cho Bộ trưởng Mayorkas và Bộ trưởng Blinken để bảo đảm rằng thị thực sẽ bị thu hồi đối với những người vi phạm đạo luật nhập cư và quốc tịch. Nếu cần, chúng tôi sẽ làm việc với Bộ An ninh Nội địa để loại bỏ, tức là sinh viên du học sinh. Còn vì ông Joe Biden có đóng cửa biên giới phía Nam thì sao? Ông đã vượt qua cái dự luật HR2, nhưng có gì thay đổi không? Chúng ta cho phép những cá nhân chưa được kiểm soát, bao gồm những người từ Gaza, vào nước của chúng ta. Jordan nói, chính quyền này sẽ không hành động vì chính sách của họ đã tạo ra vấn đề này. Giải pháp duy nhất là ông Trump thắng cử vào tháng 5 của 2015, tháng 1 của 2011 và nhậm chức 20 tháng 1 của 2025. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể khắc phục được vấn đề mà Biden đã cố ý gây ra kể từ ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Wow. Đó là bản tin, đó là bài tin tuyệt vời đến từ cái chương trình của Conversation của ông Jim Jordan. Chúng tôi là những người làm YouTube thì chúng tôi không thể nào có cái quyền để phỏng vấn những đại nhân vật như Jim Jordan được. Thành ra chúng tôi phải mượn những cái bài phân tích này để chúng ta bình luận quý vị. Thành ra quý vị thông cảm nha, vì thông cảm. Có nhiều người nói rằng là tại sao mà như vậy, tại sao như thế kia, như thế nọ, tại sao phải đi mượn vai lại những cuộc phỏng vấn này. Vì nói gì nói chứ thật sự làm sao mà tôi có quyền được phỏng vấn Jim Jordan đây, thật sự. Thì chúng ta phải mượn vai là chuyện rất là hợp lý, bởi vì là họ là những đài truyền thông lớn, họ là cable news lớn. Trở lại bản tin tiếp theo liên quan đến sự kiện của ông Jack Smith. Trở lại bản tin tiếp theo. Các nhà phân tích pháp lý cho biết phán quyết của thẩm phán liên bang trong trường này hoãn cái vụ kiện tài liệu mật của Tổng thống Trump là một chiến tí, một chiến lắng pháp lý đáng kể cho ông Trump. Cựu công tố viên của liên bang đó là Renato đã viết rằng công tố viên đặc biệt Jack Smith hầu như không thể làm gì để đẩy nhanh cái quá trình. Trên thực tế, Jack Smith không thể làm gì để đưa cái dự án Mar-a-Lago ra xét xử trước cuộc bầu cử. Thẩm phán có toàn quyền quyết định cái lịch xét xử của họ. Điều đó đã mang lại cho thẩm phán Cannon khả năng tránh ấn định ngày xét xử vào cái thời điểm mà cuộc bầu cử đang diễn ra. Cái điểm này chúng tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Những cái thẩm phán tòa án họ đang cố gắng tránh né cái tác động lớn của cuộc bầu cử. Các cựu công tố viên liên bang khác gồm có Brandon Van đã viết rằng nhóm của Jack Smith sẽ phải trải qua một chặng đường gập ghềnh phía trước vì nhiều cái phiên điều trần theo lịch khác của thẩm phán Cannon về các động thái trước khi xét xử. Từ Tổng thống Trump, hai đồng phạm mà ông có thể chỉ ra cái thẩm phán Cannon tin rằng là có công. Có công tức là had a merit, tức là có được cái tính dụng đó. Harry Littman, giáo sư luật và cựu luật sư Hoa Kỳ, lập luận cái tuyên bố đó nói rằng vụ việc hiện đang trong cái tình trạng đóng băng sau cái lệnh mới nhất. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích pháp lý trên truyền hình cho rằng cái lệnh mới nhất của mình, thẩm phán Cannon đang cố tình trì hoãn vụ án. Đây là tin tức không có gì bất ngờ. Thẩm phán Cannon có vẻ như tuyệt vọng muốn tránh xét xử cái vụ án này. Đây không phải là công lý. Các bị cáo không phải là một người duy nhất có quyền xét xử nhanh chóng,
Người dân chúng tôi cũng có nó. Cựu công tố viên người trực hiện làm chương trình cánh tả. Không có công chúng nào mà muốn biết cái vụ án này cả. Ê, công chúng muốn biết á, là cái vụ án của ông Joe Biden. Cái vụ án mà đang điều tra từ cái quốc hội của Mỹ. Liệu rằng ông Joe Biden có bán cái tên tuổi của mình để kiếm chác, kiếm tiền từ cái thể chất nước ngoài không? Trong đó gồm có Trung Cộng và một số các đất nước khác. Nhưng ông Tim Fulton, người đứng đầu của nhóm pháp lý cơ quan giám sát của tư pháp, đã biết rằng những lời phàn nàn về quyết định của thẩm phán Kennan là không có cơ sở, cho rằng mất thời gian như vậy là bình thường và không có gì đáng ngạc nhiên cả. Một cái vụ án nó chấn động lớn như vậy, nó quyết định cả cái vận mệnh của những tổng thống ở tương lai, mà tụi nó có thể đẩy nhanh được trong vòng 6-7 tháng. Như vậy chúng ta phải đặt câu hỏi những vụ án mà quyết định cái president là cái sự mà tiền lệ trong tương lai thì tại sao phải nhanh chóng như vậy? Mà thẩm phán cần phải có một cái sự slow down nào đó để những quyết định này có thể ẩn trong tương lai. Những kẻ gian lận bầu cử là những kẻ bị vi phạm quyền công dân. Của phe cánh tả tin rằng Trump không có quyền và sẽ tấn công thẩm phán Kennan vì tiến hành bình thường trong vụ án này vì không vi phạm các quyền hiến pháp của Trump. Trong một bài đăng, ông chỉ ra rằng nhóm của ông Smith từng trước đã nộp giấy cho tòa án thẩm phán Kennan. Về cơ bản nói rằng nhóm của ông đã đánh lừa tòa án vì nội dung của họp, của một họp tài liệu đã được sắp xếp lại. Wow! Kinh hoàng! Nhóm của ông Smith đã viết, một số họp mà đã thứ tự các mục trong họp đó không giống như cái bản quét liên quan. Nhóm ông Smith đã viết rằng và nói rằng cái bản cập nhật này trái ngược với những gì họ đã nói với thẩm phán vài tuần trước trong phiên điều trần. Họ cho biết thêm, những chiếc hộp này được đề cập các vật phẩm nhỏ trên giấy tiêu chuẩn như là thẻ mục lục, sách và văn phòng phẩm. Dễ bị dịch chuyển khi mang cái hộp, đặc biệt là nhiều hộp không có đầy. Sau khi tiết lộ thì Tổng thống Trump đã viết trên cái nền tảng xã hội True Social của mình rằng, ông tranh rằng cái dự án của ông Smith nên bị trước bỏ và hủy bỏ ngay lập tức. Thẩm phán Kennan đã từ chối hai nỗ lực của Tổng thống Trump bác bỏ cái dự án. Cô ta đã báo hiệu lập luận của Tổng thống Trump rằng tài liệu là hồ sơ cá nhân có thể liên quan đến cách cô ta hướng dẫn mọi thẩm đoàn tại phiên điều trần trong tương lai. By the way, cái dự án này nó nằm ở trọng tâm là cái hồ sơ cá nhân hay là hồ sơ của Tổng thống? Hồ sơ của Tổng thống là Tổng thống nằm trong cái chính sách và cái luật của Tổng thống, hồ sơ cá nhân là hồ sơ của ông Trump. Nhưng mà trong nhật ký của ông Trump có cái hồ sơ mật thì được gọi là cá nhân hay là hồ sơ của Tổng thống. Thì đó là những cái mà thật sự họ sẽ tiếp tục tranh luận trong cái phiên tòa tiếp theo về vụ án tài liệu mật là như vậy. Nhưng mà cái chúng ta đang nhấn mạnh là cái vụ án này là cái vụ án rất là trắng trợn và thiên vị giữa ông Biden và ông Trump. Trong khi đó, có những suy đoán rằng vụ án này sẽ không được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử 2024. Nếu đúng như vậy, có thể diễn ra trong vài tuần trước ngày 5 tháng 11, một kết quả chắc chắn sẽ thu hút các cáo buộc can thiệp bầu cử từ đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump. Luật sư Mike Callahan, người chuyên về vấn đề an ninh quốc gia từng đại diện cho những thành viên cộng đồng trình báo cho biết, bất kỳ thẩm phán nào sẽ tạm dừng ý tưởng xét xử một ứng cử viên một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Trump giành chiến thắng tháng 11 có thể có nghĩa là hai dự án đều không được đưa ra đến tay bồi thẩm đoàn. Với tư cách là một tổng thống thì ông Trump sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp hủy các cáo buộc liên bang hoặc tự là ân xá cho chính mình. Các cáo buộc trong dự án Florida bao gồm cái đạo luật gián điệp hình sự hóa việc sở hữu trái phép thông tin quốc phòng, cũng như âm mưu cản trở công lý và khai báo sai sự thật đối với nhà điều tra. Tổng thống Trump đã không nhận tội đối với 40 cáo buộc liên quan đến cái cáo buộc ông giữ trái phép tài liệu mật. By the way, tài liệu tổng thống mà trái phép gì? Ông là một tổng thống, ông có quyền giải mật. Bây giờ không lẽ gì ông cầm cái tài liệu mật này, ơi cái tài liệu này bây giờ tôi muốn giải mật ra, bây giờ chờ quốc hội nó thông qua hả? Một tổng thống có thể cầm một tờ giấy tài liệu mật biến thành tài liệu không mật ngay lập tức, đó là quyền của tổng thống. Trong quá khứ thì tổng thống nào cũng đem mấy cái tài liệu về nhà cả. Ông ta cũng đối mặt với nhiều bản cáo buộc tại tiểu bang New York và đương nhiên đang diễn ra tại phiên tòa.
Trở lại bản tin tiếp theo cũng liên quan đến Tổng thống Trump của chúng ta, liên quan đến sự FBI, và trong cái phần đầu tiên ông Jim Jordan đã tố cáo FBI là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có bản tin liên quan đến FBI đây. Kính thưa quý vị, là bản tin mà ông Trump chính thức tuyên bố rằng là nên giữ cái trụ sở FBI tại Washington. Và tôi nghĩ quyết định này là hoàn toàn hợp lý luôn. Giữ ở Washington còn control được, nhưng mà thật sự giữ phía ngoài tôi cũng chẳng biết cái cơ quan này trong tương lai nó biến thành Đông Xưởng hay là Tây Xưởng gì của bên nhà Minh hồi xưa đó. Chuyên gia để điều tra mật, để truy tố, để bắt bớ những kẻ đối lập với chính trị, hay là những kẻ mà chống lại những cái chính sách của chính quyền. Tổng thống Trump đã chỉ trích kế hoạch xây dựng trụ sở mới cho liên bang FBI ở Greenbelt, Maryland. Tòa nhà FBI mới nên xây dựng ở Washington DC, không phải Maryland. Ông nói nếu tái đắc cử, đây sẽ là trọng tâm kế hoạch của ông nhằm mới lại và xây dựng toàn bộ thủ đô của chúng ta. Tổng thống Trump nói, FBI phải đi bộ tới tòa nhà DOJ để DOJ và FBI phải làm việc chắc chắn với tòa nhà của Bộ Tư pháp. 2 phút đi bộ đến cuộc họp tốt hơn nhiều 2 giờ lái xe cộ đầy trên cái đường Greenbelt của Maryland. Tổng thống nói thêm rằng là việc có cơ sở này tại Washington có thể giúp giảm tỷ lệ tội phạm bạo lực đang tăng vọt trong thành phố. Bình luận này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Hạ viện thông qua dự luật tài trợ chính phủ trị giá 1.2 nghìn tỷ đô la, gây đầy tranh cãi vào tháng 3. Nó dự kiến chi tiêu 200 triệu đô la cho dự án trụ sở chính, vấn đề gây chia rẽ giữa các nhà lập pháp trong nhiều năm qua. FBI cho biết họ cần cái cơ sở mới vì nó phát hiện nhanh hơn căn cứ hiện tại. Tòa nhà Hoover theo chủ nghĩa tàn bạo ở Washington mở cửa năm 1975. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã ngăn chặn các động thái đưa cơ sở mới về ngoại ô của Washington. Ông Joe Biden đã chọn địa điểm Greenbelt cơ sở mới cho 61 mẫu Anh gần 3 tàu điện ngầm. Việc tài trợ dự án đã bị nhiều người thành viên bảo thủ trong Quốc hội chỉ trích nặng nề, trong bối cảnh có một loạt cáo buộc rằng FBI đã bị các đảng phái đảng Dân Chủ chính trị hóa và control cái cơ quan này. Vào mùa thu của 2023, dân biểu Matt Gaetz đã tìm cách chặn nguồn tài trợ cho dự án với lý do FBI bị cáo buộc lạm dụng quyền lực. Chúng tôi không thể sửa chữa chính phủ được vũ khí hóa nếu chúng tôi tài trợ cho nó, dân biểu Barry Moore đã viết trong bài đăng của X trước đây là Twitter. Cái chiến xe bus đầm lầy trị giá 1.2 nghìn tỷ đô la, 1.000 trang bao gồm 200 triệu đô la cho trụ sở mới, quá nhiều cho những cái cắt giảm dành cho FBI, dân biểu Chip Roy Texas cho biết trong một bài đăng khác. Cái tình cảm này được lặp đi lặp lại bởi cái dân biểu Eric Bolson. Họ nói, FBI coi các bậc cha mẹ là khủng bố trong nước, nhắm vào những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống, tiến hành cuộc chiến chống lại những người Mỹ bảo thủ. Hình phạt của họ là gì? Là 200 triệu cho một trụ sở mới trên chiếc xe bus nhỏ này, là minibus, là chiếc xe bus nhỏ bị chi tiêu đó. Ở phía bên kia có vấn đề thì đảng Dân Chủ ủng hộ thẳng thắn cái dự án. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho rằng ông ta sẽ tiếp tục cân nhắc cái dự án này trong tương lai. Và đó là bản tin của The LV News, và chúng tôi tiếp theo cái bản tin tiếp theo.